từ trước đến giờ thì Hiếu luôn luôn có một người thần tượng, đó là một nữ ca sĩ Việt Nam, đó là chị Hồ Ngọc Hà. Ngay từ còn bé, ngay từ lúc đang ngồi ghế nhà trường thì đã rất là mê mẩn những ca khúc của chị Hà. Nhưng và nếu mà nói chịu ảnh hưởng thì Hiếu cũng có một chịu ảnh hưởng một tí xíu từ cái âm nhạc và cái hình ảnh của chị Hà.